Chiều ngày 20 tháng 4 năm 2023, công đoàn cơ sở trường mầm non Ánh Dương tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 nhằm tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2018-2023. Tại đại hội các đại biểu đã nghe báo cáo công tác công đoàn nhà trường nhiệm kỳ 2018-2023, đồng thời kiểm điểm vai trò lãnh đạo của ban chấp hành công đoàn và đề ra phương hướng cho nhiệm kỳ mới với những việc làm cụ thể thiết thực. Trong nhiệm kỳ qua, công đoàn cơ sở trường mầm non Ánh Dương đã phối hợp tốt với ban giám hiệu nhà trường chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn. 100% đoàn viên chấp hành nghiêm đường lối chính sách pháp luật của đảng và nhà nước, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội, không ngừng nâng cao chất lượng công tác giảng dạy, cán bộ, nhà giáo, người lao động, tham gia đầy đủ phong trào thi đua, giỏi diệt nước, chia sẻ diệt nhà. Và năm học 2021-2022, Công đoàn Cơ sở Trường Mầm Non Ánh Dương đạt danh hiệu Công đoàn Cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với phương châm dân chủ đoàn kết đổi mới trách nhiệm, Đại hội Công đoàn Cơ sở Trường Mầm Non Ánh Dương đã thành công tốt đẹp. Trên tinh thần đoàn kết nghiêm túc trách nhiệm, đại hội đã bầu ba đồng chí vào ban chấp hành khóa mới và bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên, nhiệm kỳ 2023-2028.